Hello, xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay thầy sẽ là một video random cùng My nữa. Và trong okay. Và trong video random này thì My sẽ uống tóc. Hôm nay My sẽ thử một loại uống tóc mới. Cái này là của Medihill. Cái này thì My mua random ở trên Watson thôi, nên là My cũng sẽ không biết là nó thế nào đến không. Và đối với những thuốc nhuộm tóc mà mình không biết nó sẽ turn out như thế nào thì mình hay chọn cái màu nó tối hơn một xíu. Và cái màu mình chọn là màu chocolate cam. Và mình có một cái túi lét này để cho mình đầu vào để nó không dính vào quần áo. Nếu mà mọi người mặc quần áo thì mọi người nhớ mặc màu tối nha. Khác với những loại thuốc nhuộm tóc khác đó, thì cái này người ta recommend là mình nhuộm trên tóc sạch thay vì trên tóc dơ như là những cái loại mà box dye của mấy cái hãng khác My đã gội ngày hôm qua rồi. Và cái màu này thì thường từ tháng 11 tới bây giờ tháng 11, 12 gì đó, nói chung là cuối tháng 11 tới bây giờ, nên là nó hơi bị sáng quá. My thì không có thích cái màu sáng này nên là My sẽ dùng lại màu tối hơn. Với lại bây giờ cũng mùa dịch cũng chán á. Hình như là mỗi box nó sẽ có hai cái bịch này và hai cái bịch này để trộn chung với nhau. Thì tóc mình dài nên là My đã mua hai hộp. Nên My có tổng cộng 8 bịch khác nhau lận. Bây giờ My sẽ mix trước 3 bịch. 3 bịch hồng nhạt và 3 bịch hồng đậm. Cái này thì mùi nó nồng lắm luôn á, nó mùi nồng cái chàng đi làm tiện luôn. Nó khá là đều rồi, giờ mình sẽ nhuộm nha. Tin và đây là màu lúc mình đã turn out của My. Đây là màu cuối cùng. Ở trên đây thì mình cảm giác là nó hơi nâu sáng hơn với lại cái màu ngoài. Nên mình sẽ chỉnh cái đèn xuống cũng với cái màu ngoài của mình nha. Đây, ở ngoài thì mình thấy cái màu nâu nó sẽ như thế này. Đó. Mình sẽ review sản phẩm nhuộm tóc này sơ sơ cho mọi người là cái ưu điểm và cái điểm mình yêu thích duy nhất của cái sản phẩm này là nó nhuộm tóc lên màu rất là đẹp, lên đúng cái màu mình thích luôn. Nhưng mà cái nhược điểm thì nó khá là nhiều. Cái đầu tiên là nó rất là đặc nên là sẽ khó apply lên tóc. So với đối với những bạn mà mới lần đầu nhuộm tóc ở nhà thì mình nghĩ là không nên dùng cái sản phẩm này, tại vì nó đặc quá nên là mọi người sẽ khó làm cho cái màu tóc mình nó đều. Cái nhược điểm thứ hai đó chính là quá là nhiều mùi hóa học, nó làm cho mình cay mắt, làm cho mũi mình bị khó chịu. Lúc mình nhuộm đến phút thành như lúc mình apply vì nó quá là khó apply nên là mình apply quá là kỹ nên là mình tốn thời gian nhiều, nên đến phút thứ cỡ 30-40 phút á là mình apply
thì mình bị nhức đầu, mình siêu nhức đầu luôn. Lúc đó mình chỉ muốn ra ngoài thở một xíu thôi, nhưng mà mình sợ cái tóc nó lên màu không đều nên mình lại phải ở lại apply tiếp cho nó đều. Và cái nhược điểm cuối cùng là nó không có bao tay, nó cũng không có cây lược để apply màu tóc, và nó cũng không có dầu xả hay là dầu gội như là những cái sản phẩm nhuộm tại nhà khác. Mọi người thường thường sẽ dùng một cái dầu xả riêng cho tóc nhuộm để cho cái tóc mình nó được mềm mượt hơn, và nó không có bị cái hóa chất á làm cho quá khô tóc, nhưng mà cái này lại không có. Nếu mà cho cái sản phẩm này rating trên 5 đó, thì mình sẽ nghĩ cái này chỉ được 2.5 thôi, tại vì 2.5 là mi quá là ưng ý màu nên là mi mới cho 2.5.